Thảo lọc rồi mới nhíu. Nhíu cô lấy nó khó không? Đó. Vậy nó mới ra. Con nhíu cái lục mụn nó thụt lại. Không có ra được. Good. À, đúng rồi, hít thở vào tí, thở sâu vào tí. Nghĩ đây còn mớ nữa nè, đừng đụng tay vô nha. Phút nữa là xong rồi, 2 phút nữa ha, 2 phút nữa thôi, còn mấy cục nữa thôi. Để nó ở dưới đây nó lan ra hết cái cổ luôn. Trời ơi, mồ hôi một ghê nè, đổ. Mồ hôi ướt cái mặt luôn.
Thôi nghỉ ha, nghỉ nha. Rồi ok nghỉ.
con đi học về á, nói chung là con đừng có để cái tóc mái của con nó sụ xuống á, nó bị mụn trên trán quá trời luôn nè. Con phải vệ sinh cái trán cho nó kỹ. Tóc mái của mình nó bị sụ xuống á, xong rồi nó kết hợp với lại vi khuẩn này, mồ hôi nè, bụi bẩn, cái với lại bã nhờ của con nó sinh mụn ra. Vệ sinh da mặt á, mình cũng phải rửa xung quanh cái mép của cái da đầu này, mấy cái mép này nó bị mụn quá trời luôn nè, con phải vệ sinh con rửa kỹ ha. Xuống hồ bơi thì cũng xịt chống nắng á. Phải tẩy trang. Ừ, có. Tẩy trang rửa mặt ngay sau khi bơi xong á. Mẹ nó mà buổi tối khi vô phòng mình tẩy trang là nó nhanh lắm luôn á. Tẩy trang với nhau con để nó lên mụn á, lên mụn với lại hư da hết. Chứ không ăn đồ ngọt đúng không cô Thủy? Đúng rồi, ít ăn đồ ngọt lại. Chi xào rồi á. Chứ còn con hai, con không ăn đồ ngọt nó bắn bụng. Cái sữa là uống Milo. Bé xinh quá trời. Bé xinh quá trời thiệt mà. Nó thiệt. Xinh gái về. Mụn này đi lấy bôi thuốc là hết à? Dòng ba cũng bị mụn đó. Vậy là giống ba rồi ha. Ba mụn nhiều lắm Thủy ơi. Ba mụn mà giống như mụn tàn ong. Mụn nó ẩn dưới da thôi. Có chỗ nào không thoải mái nói cô nha. Mê quá sáng nay nghỉ học vẽ đi nặng mụn.
Thôi bên này nó dày luôn nè. Chị tắm chị rửa mặt cho cháu mà chị thấy chị sót ruột. Nó cộm nó luôn. Buổi chiều bà đi học về mới thấy giả man. Người ngợm rồi mặt mụn. Chị khói chúc ngon nha. Rồi con Nghi qua đây cho cô. Cảm ơn giỏi nha. Rồi như này. Tráng không quá trời luôn nè. Tráng cố gắng chút con nha. Mụn này để lâu nó bị viêm, nó sẹo cái mặt cháu á. Thấy nó nổi mấy một mũ. Một mũ rồi nó bị viêm ấy vậy à? Ráng đi con. Cố lên con, cố lên. Để cô xoa cho ha. Cố lên. Thôi mai mốt cái mặt mình nó bị lỗ lỗ á. Là do cái sẹo, do cái mụn mình nè. Mình không lấy ra kịp thời á. Rồi cô đợi chứ, đợi chờ.
Nghe nghe điện thoại giùm anh. Bự bự không nè. Quá trời bự luôn. Con nói con chịu được mà. Cố gắng lên chút. Đáng ngứa đó ta. Rồi, cố lên con. Còn mấy cục nữa là xong rồi nè. Nó cái trắng. Chị ở nhà chị có cho cháu bôi thuốc gì chị mụn không? Không em. Không dám. Da cháu nó mỏng ha. Đây. Hồi nhỏ thì nó trắng tươi luôn á. Giờ lớn lên là nó hơi bị đen lại. Đi bơi á, đi bơi á. Bơi lại là mới đây trường này đi múa mà quay clip gì đó mà đi ra chỗ công viên Hòa Bình là nắng 10 giờ. Rồi, cô đổ qua đây nha. Rồi chuyển chỗ qua đây. Về mà cổ lòng quen mặt đen. Trời ơi, cục này bự nè. Chính thức là mụn chứ không có là dậy thì. Mụn mà đó. Mấy người lớn nhìn thấy nó chắc là dậy thì cũng sao. Mình là mình rờ, mình tắm, mình rửa mặt, mình thấy nó cọp, nó tắm được. Phải xuống tinh cho cô thị mới được. Mụn này nãy giờ cô lấy quá trời nè. Bởi cái lúc mà vậy thì không có quan tâm chăm sóc da là sau này hối hận. Chị nói chị hối hận dễ sợ luôn. Gặp ở với ông bà nội đâu có lớn tuổi đâu có biết mấy vụ này. Giờ làm luôn mà tháng cả trăm triệu quá mà. Đổ vô biết bao nhiêu. Rồi. Không có gia đình nữa. Không có gia đình hả? Ừ.